cứu được 3 nạn nhân, vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ. Chiều 9 tháng 9, trả lời phóng viên báo điện tử VTC News, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người trong vụ sập cầu Phong Châu. Trao đổi với tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông cho biết, lực lượng chức năng đã vớt được 3 người trong vụ sập cầu và đưa đi cấp cứu. Những người này có người tự bơi sau khi rơi xuống sông và được lực lượng chức năng cứu vớt đưa lên, ông Hùng cho biết. Hiện nay quân đội đã huy động nhiều tàu thuyền và phương tiện đặc chủng để tìm kiếm, cứu nạn. Hiện vẫn chưa thống kê được số người gặp nạn vì thời điểm sự việc xảy ra rất nhanh, nước chảy xiết. Các nạn nhân được đưa tới điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, lãnh đạo huyện Tam Nông thông tin. Nguyên nhân ban đầu xác định do nước lên cao, chảy xiết gây sập cầu. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C Bắc qua sông Hồng nối giữa huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ bị sập. Theo thông tin ban đầu, nhiều xe máy, ô tô bị rơi xuống sông. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đang triển khai lực lượng gồm nhiều phương tiện, tàu cùng 40 cán bộ, chiến sĩ, lữ đoàn công binh 543, quân khu 2 triển khai lực lượng, phương tiện đến cứu hộ, cứu nạn nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo các tuyến đường để người dân các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, các huyện Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn qua huyện Tam Nông để đi Lâm Thao, Việt Trì có thể lựa chọn khi di chuyển. Cụ thể, các phương tiện qua huyện Tam Nông để đi Lâm Thao, Việt Trì di chuyển theo tuyến quốc lộ 32. Tam Nông đi đường Hồ Chí Minh, qua cầu Ngọc Tháp hoặc qua quốc lộ 2 đi Lâm Thao, Việt Trì. Hoặc quốc lộ 32, Tam Nông đi cầu Trung Hà, đi Hà Nội, đi cầu Văn Lang, đi Việt Trì, Lâm Thao. Các phương tiện từ hướng Lâm Thao đi Tam Nông, theo chiều ngược lại. Các phương tiện qua huyện Tam Nông để đi Hà Nội, Vĩnh Phúc di chuyển theo tuyến quốc lộ 32. Tam Nông đi cầu Trung Hà hoặc đi cầu Đồng Quang, đi Hà Nội, Vĩnh Phúc. Hoặc đi theo tuyến quốc lộ 2 và cao tốc Nội Bài, Lào Cai.